Cái này cái nó vừa cong nha bạn. Cái này chiều cao nó khoảng 30 mấy thôi. 36 37 vậy. Cái này nó bị khuất với cái bầu. Quay lại gần cho bạn coi. Cây này cái hoành khoảng sát gốc chắc khoảng gần 30, không tới 30 mà 58 gì quá, 8-30 à. Cây này uống chắc được khoảng 5-5 rưỡi rồi gì đủ á, một tàn này chắc khoảng 5-5 rưỡi. Cây này có một mặt cắt duy nhất thì tinh ngọn thôi nha các bạn, các bạn giờ chỉ nuôi đúng mặt cắt đó hả. Cái nu này, cây này dòng cây này công công dòng cây công nghiệp thế hệ sau, nu công nha bạn. Này mình giảm giá một số cây từ nhà anh em là mua được ủng hộ chơi. Cái đế cũng được, cũng đẹp, là dòng thế hệ sau, cái đế nó cũng tương đối đẹp.